Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ronaldo tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận gặp Arsenal. Teddy Sheringham gọi tên nhân tố tạo ra khác biệt ở MU. Người dẫn lối cho Carrick trở thành huấn luyện viên trưởng MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ronaldo tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận gặp Arsenal. Theo xác nhận từ trang chủ MU, Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ trong trận đấu với Arsenal dù đội bóng đã bổ nhiệm huấn luyện viên Ralf Rangnick. Nguyên nhân là bởi huấn luyện viên người Đức chưa nhận được giấy phép lao động và dự kiến phải tới ngày 5 tháng 12 ông mới có màn ra mắt cổ động viên Quỷ Đỏ. Trận đấu này, Harry Maguire sẽ trở lại sau án treo giò. Liệu trung vệ này có được đá chính ngay từ đầu? Nếu điều đó xảy ra, cổ động viên MU còn lo hơn cả khi cầu thủ này không thi đấu. Carrick chắc chắn hiểu điều đó nên khả năng sử dụng sơ đồ 3 tiền vệ phòng ngự là điều có thể được dự báo trước. Những nhân tố quan trọng là Varane, Pogba và Cavani đều đang chấn thương nên Carrick cũng chẳng có lý do gì thay đổi chiến thuật. Thêm vào đó, Arsenal không phải đối thủ dễ bắt nạt. Về cơ bản, pháo thủ đã hình thành lối chơi dưới thời Mikel Arteta. Tuy nhiên, đa phần các cầu thủ của Arsenal còn thiếu kinh nghiệm nên khả năng xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc và có tổ chức được đánh giá không cao. Thực tế, Carrick chưa đối xử phũ hẳn với Ronaldo khi tung cầu thủ này vào sân ở phút 60 trận gặp Chelsea. Nếu theo đúng kịch bản, CR7 chỉ nên đá khoảng 5 đến 10 phút cuối trận. Ronaldo đã 36 tuổi nên không thể yêu cầu siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu như 10 năm trước. Huấn luyện viên Ancelotti từng nói rằng, nếu sở hữu Ronaldo, hãy cố gắng chuyền bóng nhiều nhất cho cậu ta có thể để dứt điểm chứ đừng bắt cậu ta đuổi bóng giống như mọi người. Carrick hay chính xác hơn là MU, chưa làm được điều đó thì tốt nhất, hãy cất Ronaldo lên ghế dự bị cho đến thời điểm thích hợp mới tung vào sân. Xác nhận khả năng Ralf Rangnick kích nổ bom tấn. Cụ thể, ký giả Fabrizio Romano đã tiết lộ, từ những gì tôi được biết, không có bất kỳ kỳ vọng nào về việc những tên tuổi lớn sẽ gia nhập Man United vào tháng 1, vẫn có thể nếu như họ có được một số cơ hội. Vì vậy, sự tập trung của Rangnick sẽ là trên sân cỏ. Đó là cách ông xây dựng đội bóng và thay đổi tình hình hiện tại để đạt được kết quả tốt, lên kế hoạch cho tương lai cùng với đội chủ sân Old Trafford. Ralf Rangnick, người dẫn lối cho Carrick trở thành huấn luyện viên trưởng MU. Đương nhiên, vực dậy MU, đội bóng vẫn đang loay hoay đi tìm cho mình một công thức chiến thắng của sự ổn định là điều đầu tiên Rangnick cần làm được. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, xa hơn, người đàn ông tới từ nước Đức có thể sẽ là cái tên dẫn lối cho Carrick trở thành huấn luyện viên trưởng MU trong tương lai, thậm chí là khi mùa giải năm nay kết thúc. Với rất nhiều người hâm mộ, Carrick chưa thể có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến để cầm quân ở một đội bóng giàu tham vọng như Quỷ Đỏ. Điều ấy hoàn toàn đúng. Dù vậy, nếu được dẫn dắt, được chỉ bảo từ một người có nhiều chiêu bài như Rangnick, chắc chắn Carrick sẽ ngày một phát triển. Hai trận đấu đã qua, trước khi người đàn ông tuổi 36 chính thức nắm quyền ở đội bóng, chẳng ai khác ngoài Carrick là cái tên chỉ đạo MU. Những quyết định mà cựu tiền vệ này đưa ra là tương đối hợp lý, từ việc bố trí đội hình cho tới các sự thay đổi người. Tất nhiên, vẫn còn ở đó vài vết gợn trong cách vận hành lối chơi của đội bóng. Nhưng xét một cách công bằng, Carrick đã tạo nên những dấu ấn thực sự khi nắm quyền chỉ đạo câu lạc bộ. Hai trận đấu ấy, MU đều phải làm khách trước các đối thủ đầy thách thức, ở các màn so tài mang nhiều ý nghĩa về tấm vé đi tiếp cũng như tham vọng trong mùa bóng năm nay. Kết quả thu được thì ai cũng thấy, MU đánh bại Villarreal để giành vé góp mặt tại vòng 1/8 cúp C1 châu Âu, trong khi cầm hòa được đội đầu bảng Chelsea tại giải ngoại hạng Anh đầy quả cảm. Dù ít dù nhiều, Carrick đã tạo được những điểm nhấn ban đầu khi nắm quyền ở đội bóng. Vậy tại sao ban lãnh đạo Quỷ Đỏ không trao luôn cho người đàn ông ấy vị trí huấn luyện viên tạm quyền tới hết mùa giải mà phải chọn Rangnick? Đó là bởi biết bao mùa bóng vừa qua, MU quanh quẩn trong cách vận hành sai lầm về vị trí thuyền trưởng. Quỷ Đỏ cực kỳ hợp đồng với một huấn luyện viên rồi sau đó lại sa thải trước thời hạn. MU của Carrick có thể chơi tốt trong hai trận, nhưng ở một hành trình dài phía trước, người chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc như cựu tiền vệ ấy khó có thể đảm bảo cho thành công đội bóng. Và vì vậy, MU cần tới Rangnick. Chiến lược gia 63 tuổi khó có thể sánh với Tuchel, Pep Guardiola hay Jurgen Klopp ở thời điểm hiện tại bởi ông là người đi trước và đã khá lâu rồi không cầm quân chỉ đạo một câu lạc bộ bóng đá. Nhưng cái mà Rangnick có thừa đó là kinh nghiệm, là tầm nhìn chiến lược và trên hết là cách đào tạo ra những huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. 2/3 cái tên kể trên là học trò của Rangnick. Vì thế, việc ông tới MU không chỉ đơn giản là vực dậy đội bóng mà có thể là cả chỉ bảo cho Carrick. Nhìn bóng hình cựu tiền vệ này, người ta đã thấy đâu đó thấp thoáng tâm thế của một huấn luyện viên trưởng trong tương lai. Điều Carrick cần chính là có người giúp ông hoàn thiện những kỹ năng chỉ đạo. Rangnick là cái tên như vậy. Ban lãnh đạo MU bổ nhiệm chiến lược gia từ Đức. Đó là phương án cho tương lai của câu lạc bộ và là bởi họ tin vào triết lý cũng như cách làm việc của những người từ quốc gia Tây Âu ấy, khoa học tỉ mỉ đầy hiệu quả.
Với Rangnick, MU hứa hẹn sẽ chơi pressing, thứ mà nhiều cổ động viên đang chờ đợi, và với người đàn ông ấy, Carrick cũng sẽ học hỏi được rất nhiều về kinh nghiệm huấn luyện. Có thể, sau khi mùa giải 2021-22 khép lại, sẽ chẳng có Pochettino, Ten Hag hay bất cứ ai cập đến sân Old Trafford. Người được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ biết đâu lại là Carrick. Với cựu tiền vệ trên mọi người chỉ đạo, Rangnick ở vai trò giám đốc thể thao. Cổ động viên MU sẽ thấy lại bóng hình Sir Alex Ferguson cùng David Gill năm nào. Yếu tố then chốt giúp Sancho tiếp tục ghi bàn. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng, bàn hợp đồng bom tấn gia đình Sancho đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United tại đấu trường Premier League. Tiền đạo người Anh đã tận dụng triệt để sai lầm của Jorginho để sút tung lưới Chelsea. Dù Sancho không thể tận hưởng được niềm vui trọn vẹn khi đội nhà bị gỡ hòa ở khoảng thời gian sau đó, tuy nhiên, với những tín hiệu tích cực mà cựu sao Dortmund mang lại, người hâm mộ Quỷ Đỏ đang tràn đầy hy vọng về một Sancho bùng nổ hơn ở giai đoạn tới. Chứng kiến người đàn em ghi bàn, tiền đạo Edinson Cavani đã đưa ra một vài nhận xét. Tất cả chúng tôi đều thực sự hạnh phúc khi cậu ấy ghi được bàn thắng đầu tiên. Tôi nghĩ đó là một giai đoạn khá khó khăn đối với cậu ấy, nhưng bóng đá là như vậy. Khi bạn đến một cấp độ nhất định, tôi nghĩ rằng mọi người luôn tràn đầy hy vọng và luôn có rất nhiều cuộc trò chuyện cũng như câu hỏi được đặt ra về cầu thủ. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ cần tiếp tục thể hiện tất cả những gì cậu ấy đã cho chúng tôi thấy và cho đến giờ và thi đấu bình tĩnh và với một cái đầu tỉnh táo. Tôi chúc Sancho thành công và hy vọng cậu ấy có thể đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp và cho Man United. Teddy Sheringham gọi tên nhân tố tạo ra khác biệt ở MU. Cựu danh thủ Teddy Sheringham nhận định rằng Manchester United sẽ trở nên rất đặc biệt nếu có sự xuất hiện của Edinson Cavani trên hàng công. Chia sẻ với Manchester Evening News, ông phát biểu: Man United đã có đủ những cầu thủ như Greenwood, Rashford, Rondo, những người đều có thể chơi đa năng. Nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng Manchester United là một đội bóng mạnh hơn khi Cavani thi đấu. Cậu ấy là nhân tố mục tiêu của đội và chơi như một trung phong, một số 9 thực thụ. Cavani có tất cả những phẩm chất của một trung phong đẳng cấp. Cậu ta cầm bóng, tranh chấp bóng bồng tốt và ghi nhiều bàn thắng. Mọi thứ đến với cậu ta như một lẽ tự nhiên. Một đội bóng rất cần một tiền đạo mục tiêu như thế trên hàng công. Cavani hiện tại vẫn chưa thể trở lại thi đấu vì chấn thương hồi đầu tháng 11 đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút người Uruguay chỉ mới ghi được một bàn thắng sau 8 lần ra sân ở mọi đấu trường. Người hâm mộ Man United đang mong mỏi El Mandado có thể trở lại sớm khi mùa giải đang bước vào giai đoạn cam go với lịch thi đấu dày đặc. Cristiano Ronaldo cũng gần có thêm một đối tác chia lửa trên hàng công của đội nhà. Rangnick cần nâng cấp Wan-Bissaka và Luxor. Chia sẻ với báo chí, cựu danh thủ Liverpool Paul Ince cho rằng Ralf Rangnick cần cải thiện bộ đôi hậu vệ cánh Luxor và Wan-Bissaka nếu muốn áp đặt lối chơi pressing tại Man United. Trên nước ra, người Đức nhận lời trở thành huấn luyện viên tạm quyền Quỷ Đỏ đến hết mùa giải 2021-22. Giới chuyên môn kỳ vọng Rangnick sẽ giúp Man United khởi sắc hơn với phong cách bóng đá mang đậm tính chất phản công tổng lực. Tuy nhiên, để vận hành phong cách chơi bóng pressing ở cường độ cao, đội chủ sân Old Trafford cần sở hữu mẫu cầu thủ phù hợp. Paul Ince chia sẻ với United Stand: Tôi nghĩ Rangnick mong muốn nhiều hơn từ các hậu vệ cánh Man United. Bạn hãy quan sát các hậu vệ Quỷ Đỏ đưa bóng vào vùng cấm địa đối thủ. Rangnick cần nâng cấp Wan-Bissaka, tôi nghĩ ông ấy sẽ làm được. Với lối chơi tấn công hiện đại, các hậu vệ biên thường có xu hướng dâng cao, tiến về phía trước. Chúng ta có thể quan sát điều đó ở bộ đôi Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. Họ dâng cao đến phần sân đối phương, đóng vai trò như các ngôi sao tấn công thực thụ. Ý kiến của Paul Ince hoàn toàn có cơ sở. Cả Luxor và Wan-Bissaka đều sa sút thời gian gần đây. Mắc lỗi vị trí, kèm người thiếu quyết đoán thì khiến So và Bissaka nhận phải nhiều chỉ trích tiêu cực. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.